Hello and welcome everyone. Thank you for joining us today. Xin kính chào tất cả quý vị. Tôi là Chris Model. Tôi là phụ trách khu vực vaccine của công ty AstraZeneca làm việc tại Singapore. Hôm nay chúng ta có một chương trình rất là thú vị, bao gồm những chuyên gia hàng đầu về tiêm chủng và vaccine tại khu vực châu Á để thảo luận về tất cả các đề tài liên quan tới tiêm chủng COVID-19. Chúng ta có nghi đến từ Indonesia, bác sĩ Xuyệt đến từ Chiang Mai, Thái Lan, bác sĩ Su đến từ Đài Loan, bác sĩ Lee đến từ Malaysia, bác sĩ Solanti đến từ Philippines và bác sĩ Tân đến từ Việt Nam. Xin chào đón tất cả quý vị cùng tham dự với chúng tôi. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về tình hình hiện tại liên quan tới cuộc hành trình của COVID, vaccine-19 tại châu Á, cũng như thảo luận về những khó khăn mà chúng ta đã phải đối mặt. Một số những dữ liệu hiện tại và điểm quan trọng liên quan tới việc tìm hiểu những rào cản liên quan tới việc chần chừ không có tiêm chủng vaccine. Và chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái tình huống ở trong tương lai, những cái đại dịch, làm thế nào để có thể chuẩn bị và sẵn sàng với những tình huống bất ngờ trong tương lai. Chúng ta sẽ tiến hành toàn bộ chương trình cùng thảo luận với các ban chuyên gia và sẽ có những cái phần nhỏ với các câu hỏi, cũng chia sẻ một số những cái dữ liệu với các quý vị. Sẽ có cái thời gian ở cuối để chúng ta có thể thực hiện phần hỏi và đáp. Và vì vậy, quý vị có thể gửi các câu hỏi vào trong cái chức năng chat cũng như là chức năng hỏi và đáp trên Zoom. Chúng tôi sẽ tập hợp các câu hỏi của quý vị và tới cuối thì các báo cáo viên sẽ trả lời và thảo luận các câu hỏi của quý vị. Có một số điểm cần lưu ý để chúng ta có thể lắng nghe một cách tốt hơn. Quý vị có thể sử dụng cái tai nghe hoặc là earphone và quý vị vui lòng đóng những cái phần mềm mà có thể ảnh hưởng tới cái băng thông rộng trong việc truyền tải. Vui lòng tắt cái micro để không ảnh hưởng tới các đồng nghiệp tham gia liên quan. Quý vị có thể gửi câu hỏi tới cho chúng tôi qua cái phần hỏi và đáp hoặc là chức năng chat. Chương trình này sẽ được ghi âm ghi hình lại để bảo đảm rằng mọi người có thể cùng tham gia và theo dõi một cách đầy đủ hoặc là xem lại. Chúng tôi sẽ có một số các câu hỏi thăm dò. Những cái phần này để giúp cho các báo cáo viên có thể hiểu được các cử tòa. Như đã nói, quý vị vui lòng gửi các câu hỏi tới cho chúng tôi vào bất kỳ thời điểm nào trong cái quá trình diễn ra hội nghị. Và tới cuối thì sẽ có một cái mẫu phiếu đánh giá để thu thập những cái phản hồi góp ý của quý vị để chúng tôi có thể làm tốt hơn trong tương lai. Sau đây, trước khi tôi mời các báo cáo viên, tôi sẽ dành một chút thời gian để trình bày với quý vị một số nội dung thông tin. Đây là tỷ lệ các dữ liệu với độ phủ vaccine. Ở phía bên tay trái là các chương trình tiêm chủng cơ bản và phía bên tay phải là các mũi tiêm nhắc. Cái chữ nó hơi nhỏ nhưng mà quý vị có thể thấy châu Á ở phía bên tay trái là tương đối tốt so sánh với các châu lục khác trên thế giới. Hình ảnh phía bên tay phải thì mức độ về độ phủ tiêm nhắc ở châu Á thì không được tốt như các quốc gia khác. Trên cái slide kế, chúng ta có thể thấy hình ảnh của các nước khác nhau. Mức độ cao nhất, cái màu
và anh đã là đạt được 4 liều, rồi sau đó thêm màu xanh dương 3 liều, 2 liều, và màu xanh lá cây, nhạt là từ hơn 1 liều trở lên. Đối với các quốc gia, thí dụ như là Malaysia hoặc Indonesia, thì cái việc thu thập về các dữ liệu của liều thứ tư hiện tại vẫn đang được tiến hành chưa có nhiều. Có một số quốc gia đã làm rất là tốt, chẳng hạn như Singapore hoặc là Đài Loan. Dân số của họ đã được tiêm chủng và độ phủ rất tốt. Chúng ta tạm thời nhớ qua cái slide này. Lát nữa khi tới phiên thảo luận, chúng ta sẽ quay trở lại và nói thêm cái nội dung cuối cùng mà chúng tôi muốn đề cập trước khi mời các báo cáo viên vào cùng thảo luận, là về tác động của tiêm chủng COVID tại châu Á. Cái biểu đồ bên trên là số ca mới tính trên 1 triệu. Trên cái đường màu đỏ, số ca lên và xuống ở cái hình ảnh phía bên dưới là số ca tử vong trên 1 triệu dân. Và như vậy, rõ ràng là qua những cái đợt và làn sóng của COVID đạt đỉnh hồi tháng 7, tháng 8 năm 2021, sau đó nó giảm dần. Thì chúng ta trải qua những cái đỉnh của COVID đó. Số lượng của các ca vẫn tiếp tục có sự gia tăng qua các đỉnh. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong thì giảm rất là đáng kể. Một cái điểm then chốt, cái đường màu xanh dương không có liên tục. Đó là nó tương ứng với cái tỷ lệ về số liều vaccine được triển khai. Như vậy, vaccine thực sự đã kéo giảm được cái tỷ lệ tử vong rất là đáng kể, đã ngăn chặn được cái số ca tử vong rất là đáng kể, đặc biệt là các ca nặng và ca phải nhập viện. Đó là cái thông điệp quan trọng mà cần nhấn mạnh về hiệu quả của vaccine. Trước khi tôi mời các báo cáo viên vào cùng thảo luận, có một câu hỏi thăm dò thứ nhất xin gửi tới quý vị. Quý vị có thể bấm lựa chọn và các lựa chọn khác nhau. Câu hỏi như sau, việc tiêm nhắc nên là cái ưu tiên ở nước các bạn phải không? Quý vị vui lòng chọn, chắc chắn là vậy. Cái thứ hai là có thể, số 3 là không chắc chắn, hoặc là câu thứ tư là chắc chắn là không. Xin mời quý vị cùng biểu quyết. Chúng tôi đang chờ tiếp. Các quý vị khác đang tiếp tục bầu chọn. Hiển nhiên chúng ta vẫn phải tiếp tục chờ các kết quả. Và có thể thấy tuyệt đại đa số đều lựa chọn chọn lựa đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ qua các câu hỏi để thảo luận. Có 3 câu hỏi mà tôi muốn gửi tới các bình luận viên và các báo cáo viên. Việc triển khai tiêm chủng vaccine ảnh hưởng tới tình hình COVID nói chung ở trong khu vực như thế nào là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, những chiến lược nào là thành công trong việc tăng cường tỷ lệ tiêm chủng ở quốc gia của bạn và những khó khăn bạn phải đối mặt trong việc triển khai những chiến lược này, và quốc gia của bạn đã làm như thế nào để có thể bảo đảm được tiếp cận bình đẳng vaccine cho tất cả các nhóm dân số, đặc biệt là những người mà dễ bị tổn hại hoặc là nằm ngoài rìa. Tôi chấm dứt chia sẻ màn hình và xin chào đón tất cả các chuyên gia cùng tham gia trong chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta có rất là nhiều những cái chuyên gia từ các quốc gia khác nhau. Để giúp cho chúng ta có thể hiểu được cái tầm mức và quy mô trong việc hỗ trợ dân số cũng như ngăn chặn những cái đỉnh dịch. Công ty của các công ty muốn cố gắng cung cấp các vaccine và triển khai đầy đủ các vaccine trong những năm vừa qua. Hôm nay chúng ta nói về vaccine và việc triển khai vaccine. Quý vị có thể chia sẻ với chúng tôi cái
góc nhìn của quý vị về tác động của vaccine trong những năm vừa qua. Tôi là bác sĩ Chiu. Tôi có thể chia sẻ một số kinh nghiệm đến từ Đài Loan. Trước khi triển khai chương trình tiêm chủng đại trà, thì chính quyền của chúng tôi đã triển khai các công tác chuẩn bị. Mọi người đều hiểu nắm bắt được các thông tin là vaccine là có lợi để có thể kiểm soát đại dịch và kiểm soát bệnh. Mọi người thấy rằng việc tiêm chủng là cái điều tích cực, là điều tốt. Trước khi chúng ta triển khai chương trình, và khi chúng tôi bắt đầu chương trình, có rất nhiều các bệnh viện hoặc là các trung tâm y khoa, các bệnh viện ở vùng hoặc ở đồng quê cũng tham gia tích cực trong chương trình. Và đồng thời, chúng tôi cũng có các tiểu ban và các chương trình, thí dụ như triển khai những cái chương trình hoặc là những xe tiêm chủng lưu động, thí dụ như tại trường học, tại công viên. Chúng tôi cũng gửi nhân viên tới các khu vực thôn quê, bởi đó là những cái nơi mà khó tiếp cận vaccine hơn. Nhiều khi khó kêu một người ở khu vực đồng quê tới tiêm chủng và sẽ thuận lợi hơn nếu như chúng ta thực hiện tiêm chủng tại chỗ. Do đó tôi thấy cái điểm quan trọng đầu tiên là người ta phải thấy việc tiêm chủng là điều tốt. Và thứ hai, chúng ta cần chuẩn bị tốt công tác về cơ sở hạ tầng và nhân sự để triển khai. Đó là các điểm quan trọng. Xin cảm ơn những cái chia sẻ để của đồng nghiệp đến từ Đài Loan. Có đồng nghiệp nào muốn chia sẻ nữa không? Theo kinh nghiệm của Malaysia, tất cả chúng ta làm việc tại trong bệnh viện. Và chúng ta thấy cái tác động rất lớn, đó là cái tỷ lệ nhập viện giảm một cách rất là ngoạn mục kể từ sau khi triển khai tiêm chủng. Các bệnh viện cảm thấy dễ thở hơn và không có bị quá tải giống như trong những làn sóng đầu. Một khi việc tiêm chủng được triển khai, chẳng hạn như tại Malaysia, những cái hình ảnh địa phương mà chúng tôi thấy là rất có lợi, người ta thấy cái ích lợi. Người ta cũng thấy cái ích lợi của cái việc tiêm chủng, chẳng hạn như bị gãy xương, thì không có tới vào bệnh viện được khi bệnh viện bị quá tải. Và điều này giải thích tại sao mà người ta có tỷ lệ tiêm chủng cao ở chúng tôi. Người ta thấy rằng chỉ có tiêm chủng thì mới có thể trở lại cái cuộc sống tự do. Có những cái nơi họ cách cái trung tâm tiêm chủng phải cỡ 20-30 km. Do đó, chúng ta cần đi cận sâu sát tới cái người dân. Một điểm mà chúng tôi cũng rất làm tốt đối với việc tiêm chủng, đó là những cái những người ở cái khu vực cận biên. Những người mà không ở ngoài rìa của xã hội. Chúng tôi có cái chương trình để có thể thực hiện cái việc tiêm vét, chẳng hạn với các đối tượng, thí dụ như bị nhiễm HIV, để hỗ trợ cho các đối tượng bị suy giảm miễn dịch này, kể cả các người cao tuổi hoặc là những người sống ở vùng sâu, vùng xa. Chúng tôi cũng cùng làm việc để hỗ trợ cho những người thổ dân. Chương trình vẫn không phải đạt được kết quả tuyệt đối 100%. Và giống như các quốc gia khác, chúng tôi thực hiện cái việc những cái chương trình chung, thí dụ như là quảng bá giáo dục rồi cơ sở lưu động, thì chúng tôi cũng có những đặc thù riêng. Chúng ta thấy cả Malaysia và Thái Lan đã làm rất là tốt với các mũi tiêm chủng cơ bản. Tuy nhiên, khi chuyển qua cái mũi tiêm nhắc thì kết quả cũng bị thế nào? Tôi có thể phát biểu về tình hình tại Malaysia. Đôi khi cái kẻ thù mà khó chịu nhất đó là chính là cái thành công. Chính là cái thành công ban đầu nó rất tốt, cho nên nhiều khi người ta cảm thấy tự mãn. Và khi đất nước mở cửa và nhiều người thấy rằng người Malaysia quay trở lại kinh doanh, tất cả mọi thứ trở lại bình thường và nền kinh tế phát triển bình thường. Dĩ nhiên tất cả mọi người đều cảm thấy hài lòng như vậy. Nhiều khi chúng ta nhấn mạnh vào cái thông điệp đó quá mạnh, khiến cho người ta
trở nên quá ngạo mạn và nhiều khi người ta không có chuẩn bị sẵn sàng cho cái mũi tiêm nhắc khi mà xuất hiện thêm những cái biến chủng. Chúng ta cũng vẫn cần phải tiếp tục củng cố và nhấn mạnh lại cái quan điểm là cần phải tiếp tục tiêm chủng. Xin mời nhớ sư Suwon. Tôi nghĩ nó cũng có liên quan tới những cái biến chủng, các biến thể của các quốc gia khác nhau. Nếu như chúng ta xem vào cuối năm 2022, vào khoảng tháng 10 cho tới tháng 12, so sánh với 10 tháng 12, 2021, lúc đó biến thể Delta ở đa số các quốc gia, và tại thời điểm đó thì chúng ta thấy tỷ lệ tử vong cao, thậm chí lên tới khoảng 5% ở người cao tuổi. Và vì vậy, lúc đó chúng ta tích cực triển khai tiêm chủng vaccine. Và hai mũi tiêm cơ bản là được triển khai rất là nhanh. Tuy nhiên, khi bước qua năm 2022, tức là hồi năm ngoái, và các biến thể từ Delta chuyển qua Omicron, và hiện chúng ta đang đối mặt. Và kể từ khi biến thể Delta, triệu chứng nó nặng, nhẹ hơn và tỷ lệ tử vong thấp hơn. Và lúc này, đa số các quốc gia triển khai cái mũi tiêm nhắc. Tuy nhiên, các dữ liệu cũng cho thấy cái bệnh do biến thể Omicron là nhẹ, nhưng mà những người cao tuổi, những người có các bệnh lý kèm theo, những người bị suy giảm miễn dịch thì cũng vẫn có cái nguy cơ cao bị bệnh lý nặng và có biến chứng. Và vì vậy, chúng ta cần phải dựa vào các thông tin đó để tiếp tục động viên mọi người tiếp tục tiêm nhắc. Như vậy, cái thông tin mà nói về cái tính nhẹ nhàng của bệnh, nó khiến cho người ta bớt cảnh giác, không ạ? Đa số mọi người ở trong quần thể dân số, người ta cần phải hiểu được. Nhiều khi người ta nghĩ rằng là cái biến thể mới nó không có nghiêm trọng như cái chủng cũ. Một, chẳng hạn như cái trải nghiệm tại Hồng Kông, khoảng cỡ 50% dân số cao tuổi là tiêm chủng không có đầy đủ hoặc là thậm chí không có tiêm chủng và vì vậy chiếm tỷ lệ cao trong cái số lượng tử vong. Do đó, chúng ta cần phải giải quyết cái sự tự mãn và ngạo mạn đó. Mặc dù là cái triệu chứng nó nhẹ, nhưng chúng ta vẫn cần phải tiếp tục tiêm chủng. Nếu không tiêm chủng thì không có bảo vệ được đầy đủ. Xin mời giáo sư Solante. Chúng tôi xin chia sẻ kinh nghiệm tại Philippines. Ở Philippines, chúng tôi hơi khác so với các quốc gia khác. Chúng tôi có hàng ngàn đảo. Và khi có quá nhiều đảo như vậy, thì việc triển khai những cái chương trình tiêm chủng trên toàn quốc là những cái chuyện nó khó khăn, ảnh hưởng cho công tác hậu cần cũng như là có sự trù trừ do dự. Một trong những lý do nữa, cách đây khoảng 5 năm, chúng tôi đã có cái việc tranh cãi đối với việc tiêm chủng vaccine sốt xuất huyết và nó cũng ảnh hưởng tới cái sự chần chừ do dự của mọi người và ảnh hưởng tới cái tốc độ triển khai. Chúng tôi đã có việc triển khai chậm cho những mũi tiêm chủng cơ bản vì người ta thấy rằng trong cái thời kỳ của chủng Delta có nhiều người bị tử vong do nhiễm. Tới lúc đó thì cái tốc độ về tiêm chủng nó mới được đẩy lên nhanh chóng. Chắc là Indonesia cũng có vấn đề tương tự, bởi vì quý vị cũng có rất nhiều hòn đảo, phải không ạ? Đúng vậy. Chúng tôi cũng có tình hình tương tự như Philippines. Chúng tôi cũng là đất nước hàng ngàn đảo. Thực ra chúng tôi có tới 17 ngàn đảo lận. Cho nên công tác về hậu cần chuyên trở là vấn đề lớn. Nhưng mà những cái bài học quan trọng mà chúng tôi đã rút tỉa được đó là sự hợp tác giữa nhân viên y tế và người không y tế, thì bệnh viện công và bệnh viện tư. Điều này là quan trọng để chúng ta có thể khắc phục được những cái trở ngại về mặt địa lý.
Và ngoài ra cũng tương tự như Philippines, người Indonesia cũng thích đi siêu thị, thích đi mua sắm. Có các quy định của chính phủ là cần phải có chứng nhận tiêm chủng thì mới được vào siêu thị. Và điều này đã thúc đẩy cái độ phủ của việc tiêm chủng vaccine. Và cái làn sóng nhiễm Delta, nó cũng tử vong và bệnh lý nặng quan trọng, nó thúc đẩy người ta chịu khó đi tiêm chủng. Giáo sư Tân có ý kiến gì không đến từ Việt Nam? Tôi xin chia sẻ cái suy nghĩ về tác động của Omicron đối với tỷ lệ không tiêm chủng. Nhiều khi người ta đánh giá thấp cái độc lực của chủng Omicron, đặc biệt đối với những nhóm dân số ở quần thể không tiêm chủng. Vậy vậy chúng ta cần nhấn mạnh cái tầm quan trọng của độ phủ vaccine một cách đầy đủ trong dân số. Và tôi nghĩ cái tác động của vaccine đối với các làn sóng của đại dịch thì cực kỳ là quan trọng. Việt Nam đã có khả năng khắc phục được cái biến chủng Delta mà đã chiếm hơn 1,7 triệu ca và hơn 30.000 ca tử vong trong năm 2021. Đó là do việc triển khai tiêm chủng một cách nhanh chóng trong khoảng từ tháng 7 cho tới tháng 10. Tác động của việc tiêm chủng là khổng lồ. Vaccine rất là hiệu quả. Đó chính là một cái cuộc hành trình quan trọng đối với tất cả chúng ta, không ạ? Bây giờ chúng ta qua những cái câu hỏi kế tiếp. Bây giờ nói về vaccine. Những cái dữ liệu mà chúng ta có ở đây là từ một cái hội quan hệ thống và đa số các chuyên gia tại đây cũng có tham gia trong cái việc đánh giá về hiệu quả của việc tiêm nhắc vaccine. Xin kính mời giáo sư Solante. Đây là điểm lại các dữ liệu mà chúng tôi đã có và xem xét xem vai trò của vaccine đóng vai trò như thế nào chống lại bệnh lý nặng và tử vong mà có liên quan đến biến chủng Omicron. Và chúng ta thấy rằng thực sự nó có tác động bảo vệ chống lại Omicron. Omicron có tác động lây lan nhanh. Trong cái bài điểm này, không ngạc nhiên khi thấy rằng ngay cả với biến thể Omicron, thì tất cả các vaccine, cho dù là vaccine ARN thông tin hoặc là vaccine dựa trên trung gian là virus, đều giảm được độ nặng cũng như là số tử vong. Và nếu như quý vị xem xét tỷ lệ phần trăm diễn tiến ra sao, thì vẫn có tỷ lệ bảo vệ cao đối với bệnh nặng, thậm chí sau 90 ngày sau khi đã tiêm nhắc. Các dữ liệu này cho thấy rằng ngay cả khi bệnh nhân mà bị nhiễm, nhưng mà nếu như đã có tiêm nhắc, bất kể loại vaccine ARN thông tin hay là vaccine dựa trên virus, thì vẫn có khả năng bảo vệ, ngăn chặn bệnh nhân không nhập viện, giảm thiểu những cái biến chứng và tỷ lệ tử vong. Và đó là lý do tại sao việc triển khai cái liều tiêm nhắc đã được nhấn mạnh. Đa số các dữ liệu đều cho thấy vaccine vẫn có khả năng bảo vệ cho dù có các biến chủng mới, chống lại bệnh lý nặng và tử vong. Bởi vì vậy, kết luận của các chuyên gia được trình bày trên cái slide này, các kết luận cho thấy rằng có ba kết luận quan trọng. Ngay cả sau khi tiêm vaccine hoặc là bị nhiễm tự nhiên, chúng ta vẫn thấy cái hiệu quả cao của vaccine giảm thiểu tỷ lệ tử vong cũng như là nhập viện và bệnh lý nặng, bất kể cái nền tảng của vaccine, vaccine ARN thông tin hoặc là các loại vaccine khác. Chúng ta cũng đã nói về cái mức độ của các kháng thể được tạo ra, thì mức độ kháng thể được tạo ra là tương đương giữa các loại vaccine. Và vì vậy, một cái điểm mà nhiều khi hơi gây tranh cãi, thực sự
không cho thấy sự khác biệt. Nồng độ của kháng thể trung hòa là cao. Xét về kết quả khi chúng ta khảo sát những cái bằng chứng ở trong đời thực, người ta xem xét tới cái tỷ lệ nhập viện và tử vong. Ở đây chúng ta thấy các dữ liệu của đời thực, chẳng hạn như dữ liệu của Thái Lan đến từ Chiang Mai. Người ta đánh giá hiệu quả của việc tiêm trộn các loại vaccine khác nhau. Và gần đây đã có công bố ít nhất là khoảng có 4 cái bài báo cáo khác nhau liên quan đến các kết quả về hiệu quả của nâng cao cái hiệu quả miễn dịch. Bác sĩ Suốt có thể trình bày cho chúng tôi cái slide này được hay không? Đây là cái dữ liệu mà chúng tôi đã công bố trên tờ chuyên Science về bệnh truyền nhiễm quốc tế vào khoảng cuối tháng 11 năm ngoái. Quý lòng chờ anh chút xíu, tôi chờ cái slide. Nghiên cứu này, chúng tôi so sánh giữa giai đoạn của biến chủng Delta và giai đoạn của biến chủng Omicron kể từ đầu năm 2022, từ tháng 2 cho tới tháng 4. Và chúng tôi xem xét coi cái hiệu quả của cái liều tiêm nhắc như thế nào để giảm cái độ nặng mà tử vong. Độ nặng ở đây, đó là những người cần phải thở máy. Và nếu như chúng ta thấy trong cái slide này, đây là các số liệu chứng minh hiệu quả. Ở phía bên tay trái, trong số ở tất cả các nhóm tuổi khác nhau, liều thứ ba hiệu quả lên tới 89% và giai đoạn mà tiêm chủng vaccine cao nhất là trong vòng từ 2 tuần cho tới 3 tháng sau khi được tiêm chủng, nó lên tới khoảng 90%. Và sau 3 tháng nó giảm xuống. Chúng tôi đã có một bài báo cáo nữa sắp sửa được công bố. Khi chúng tôi khảo sát tại thời điểm 6 tháng, sau 6 tháng, cái hiệu quả để phòng ngừa độ nặng và tử vong cũng có khoảng cỡ độ 60-70%. Dữ liệu thì chúng tôi vẫn đang chờ được bình duyệt để được công bố. Và khi chúng ta so sánh cái tiêm nhắc giữa các loại vaccine dựa trên virus hoặc là vaccine dựa trên ARN thông tin ở cái biểu đồ phía bên tay phải, hiệu quả lên tới 89%. Khi chúng ta so sánh với ARN thông tin cũng như là vaccine của AstraZeneca thì nó cũng chồng chèm có khoảng 89-90%. Như vậy, liều thứ ba tiêm nhắc của bất kể các nền tảng vaccine nào đều có hiệu quả trong việc phòng ngừa cái độ nặng và tử vong. Không những chỉ có ngăn chặn tình trạng nhiễm, mà trong cái giai đoạn bị Delta khoảng năm 2021, cái kết quả cũng rất là ngoạn mục, hơn 90%. Ngay cả với liều thứ ba khi có biến chủng Omicron, nó cũng giảm xuống 30% về độ nặng, cũng rất là ngoạn mục trong giai đoạn nghiên cứu từ tháng 2 cho tới tháng 4 của năm 2022. Các bạn có thể thấy những người mà đã được tiêm chủng 4 liều thì không ghi nhận tử vong hoặc là các tác dụng phụ nghiêm trọng. Và điều này đó là trong giai đoạn của cái biến chủng Omicron cho thấy vaccine thực sự có hiệu quả, kể cả trong cái nhóm người mà trẻ, bất kể là tiêm chủng bằng vaccine ARN thông tin hoặc là các vaccine mà dựa trên nền tảng virus. Xin cảm ơn. Chúng ta đã thấy cái hiệu quả một cách quan trọng của vaccine. Primary measures, as long as we're keeping them out of hospital and stopping them from dying, I think that's an important
Đó là những cái thông điệp mà quan trọng mà chúng ta cần phải nhấn mạnh cho dân số. Một các số các thông tin khác, đó là cái quá trình bảo vệ này kéo dài khoảng bao lâu. Như đã nói, ít nhất là nó kéo dài khoảng cỡ 4 tháng từ mũi tiêm nhắc trở đi. Và các dữ liệu ở 6 tháng thì cho thấy nó có giảm nhưng vẫn còn có hiệu quả. Và vì vậy, cái điểm mà ông nhấn mạnh về hiệu quả bảo vệ của cái liều tiêm nhắc là cái thông tin quan trọng mà cần truyền khai. Đây là một câu hỏi nữa dành cho các cử tòa tham gia. Câu hỏi như sau. Quý vị sẽ đo lường cái hiệu quả của vaccine như thế nào? Thứ nhất là giảm nhiễm có triệu chứng. Hai là hiệu giá kháng thể bền vững. Ba là giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong. Xin mời quý vị cùng biểu quyết. Okay. So most people seem to think it's the clinical measures that are important. Đa số khoảng gần 60% cho thấy rằng đánh giá hiệu quả là phải dựa vào giảm về tỷ lệ nhập viện và tử vong. Một phần ba cho rằng giảm hiệu giá kháng thể được duy trì. Đây là các câu hỏi dành cho ban cử tòa. Chúng ta biết rằng vaccine là quan trọng, đặc biệt đối với các kết cục của COVID sau liều thứ ba lên tới 90%. Chúng ta có thực sự là cần cái liều thứ tư không? Liệu điều này có gây tranh cãi không? Và câu hỏi thứ hai là chúng ta đã có cái dữ liệu đời thực cho thấy về hiệu quả tương đương của các loại vaccine COVID chủ yếu. Vậy thì tại sao nhiều người vẫn cho rằng vaccine ARN thông tin là tốt nhất, là hiệu quả? Từ cái quan điểm của công ty chúng tôi thấy rằng đây là một cái thái độ cũng rất là kỳ lạ. Và bởi vì chúng ta biết hiệu quả của vaccine hiện tại là có hiệu quả cao chống lại các kết cục xấu. Thì theo quý vị là trong tương lai vẫn tiếp tục có hiệu quả không? Hay là chúng ta cần các loại vaccine mới? Chúng tôi xin mời là các cử tòa. Nói về liều thứ tư đi. Tôi biết là nó có tranh cãi, nhưng mà liệu có cần liều thứ tư không? Tôi là bác sĩ Chiu. Tôi nghĩ trong dân số chung, nó vẫn có thể phòng ngừa được những cái bệnh lý nặng. Ở một số dân số, đặc biệt là người cao tuổi hoặc là những người suy giảm miễn dịch, thì liều thứ tư là thực sự cần thiết. Có một nhóm người nữa, đó là ai sẽ chăm sóc cho những cái bệnh nhân này, đó là các nhân viên y tế. Nếu như nhân viên y tế mà bị nhiễm bệnh, mặc dù là bệnh nhẹ, nhưng mà họ sẽ không có thể đến chăm sóc bệnh nhân được. Do đó sẽ ảnh hưởng tới cái kết quả chăm sóc và ngày công. Do đó, đối với liều thứ tư, có thể là không thực sự là quan trọng đối với dân số chung. Tuy nhiên, ở các đối tượng đặc biệt như người già, suy miễn dịch hoặc nhân viên y tế thì cần triển khai. Xin mời báo cáo viên kế tiếp. Có ai có quan điểm khác không? Xin cảm ơn. Quan điểm về ích lợi của vaccine đã thay đổi. Khi chúng ta có các dữ liệu cho thấy miễn dịch nó suy giảm, nhưng nó vẫn duy trì bảo vệ chống lại bệnh lý nặng. Nếu như chúng ta so sánh các dữ liệu từ liều thứ ba và liều thứ tư, kết lợi thì nó chỉ khoảng mấp mé nếu như chúng ta triển khai trong dân số chung. Nó không có ích lợi nhiều lắm tính trên toàn thể xã hội. Tuy nhiên, như bác sĩ Chiu đã đề cập, nếu như chúng ta tập trung cho cái dân số mà dễ bị tổn hại, cao tuổi, suy giảm miễn dịch, thì
Hiệu quả của vaccine, hiệu quả của liều tiêm nhắc thứ hai là thực sự quan trọng. Và vì vậy, chúng ta vẫn tiếp tục cần động viên tuyên truyền liều tiêm nhắc thứ hai, tức là liều thứ tư, đối với dân số dễ bị tổn hại, suy giảm miễn dịch hoặc người cao tuổi và nhân viên y tế. Đó là các đối tượng mà cần triển khai tiêm chủng liều thứ tư. Về cái câu hỏi cuối cùng, vì các vaccine hiệu quả đối với các biến chủng khác nhau, liệu chúng ta có tiếp tục sử dụng trong tương lai không? Đây là một câu hỏi hơi khó. Vì có thể càng ngày càng có nhiều các biến thể xuất hiện, đặc biệt là các biến thể mới mà có tính xâm nhiễm cao và trốn tránh hệ miễn dịch. Ở tình hình của các quốc gia phụ thuộc vào cái khả năng có sẵn. Nếu như mà chúng ta có vaccine đa giái mà có hiệu quả bảo vệ, thì chúng ta vẫn cần triển khai. Tuy nhiên, một cái là chúng ta vẫn e ngại là liệu rồi sau là có xuất hiện thêm những biến thể khác hay không? Cái này sẽ, vaccine đa giái sẽ được đề cập trong cái phiên kế tiếp. Đây cũng là một cái vấn đề còn gây tranh cãi về hiệu quả của các loại vaccine đa giái. Lát nữa chúng ta sẽ quay trở lại cái đề tài này trong cái phiên kế tiếp. Bác sĩ Siêu, Suwan. Tôi quay trở lại câu hỏi đầu tiên mà ông đã đề cập là sau liều thứ ba, thì liệu chúng ta có thực sự cần liều thứ tư hay không ở Thái Lan? Từ 4 tới tháng 12, thì Bộ Y tế khuyến khích mọi người đi tiêm liều thứ tư. Tỷ lệ độ phủ hai liều đầu tiên là rất là cao, lên tới hơn 89-90%, nhưng liều thứ ba thì đâu đó khoảng có 50%. Và tỷ lệ liều thứ tư là rất thấp. Dù sao đi nữa, thì chúng tôi vẫn cố gắng tiếp tục quảng bá liều ba, liều bốn. Người ta thấy rằng ngay cả liều thứ ba cũng vẫn rất là tốt trong việc giảm độ nặng, kết cục xấu. Dù sao đi nữa, khi chúng ta giảm được số lượng người mà nằm ở trong ICU, trong chăm sóc tăng cường, dữ liệu mà hồi nãy chúng tôi đã trình bày các bạn khi chúng tôi quan sát cái liều thứ tư, những người đã được tiêm liều thứ tư thì tỷ lệ tử vong hoặc vào ICU nhập viện là rất thấp. Do đó, vẫn cần tiếp tục quảng bá, đặc biệt trong cái giai đoạn mà mừng năm mới từ tháng 12 cho tới nay, người ta đi ra ngoài vân vân nhiều. Chúng tôi phải tiếp tục thực hiện các chiến dịch và vận động. Vì các dữ liệu mà chúng tôi đã trình bày cho các bạn, chúng tôi đã, các bài báo cáo đó đã nộp hồi tuần trước, tới tháng 7 năm 2022, chúng tôi đã ghi nhận 2 ca tới liều thứ tư. Và những người là có các bệnh lý kèm theo. Như vậy, ngay cả các người cao tuổi, chúng ta vừa giảm được cái tình hình nặng cũng như tử vong. Và vì vậy, chúng tôi vẫn khuyến khích mọi người cố gắng đi tiêm cái liều thứ tư để có thể ngăn chặn được cái độ nặng của bệnh. Ngoài trừ khi mình có những cái chống chỉ định khác mà không có tiêm liều thứ tư. Bởi liều thứ tư tại Thái Lan. Như vậy là chúng ta cần tập trung cho các đối tượng già yếu, các đối tượng dễ bị tổn hại, cũng như nhân viên y tế của liều thứ tư. Có ai muốn phát biểu gì thêm nữa không? Tôi xin nói thêm một điểm. Tôi nói những người dễ bị tổn hại, nhân viên y tế suy giảm miễn dịch thì liều thứ tư là quan trọng. Nhưng mà nó còn phụ thuộc vào cái nguồn cung của vaccine ở nước của các bạn. Ví dụ hiện tại, chúng ta có nhiều vaccine. Do đó, chúng tôi cũng khuyến khích trong dân số chung tiêm liều thứ ba, liều thứ tư.
mà thậm chí là liều thứ năm trước khi có một cái làn sóng dịch mới nó xảy ra. Tôi xin phép bổ sung thêm. Chúng ta biết rằng ở Malaysia, số lượng người tiêm liều thứ tư là thấp. Khuyến nghị của chúng tôi cũng là những người cao tuổi hoặc những người dễ bị tổn hại. Tỷ lệ này cũng còn thấp. Khi mà Trung Quốc mở cửa biên giới, rồi Tết âm lịch sắp tới, chúng ta sẽ có thể dự kiến cái tỷ lệ nhiễm gia tăng. Do đó, tại Malaysia, chính quyền đang cố gắng mở lại các trung tâm tiêm chủng để khuyến khích và tạo điều kiện cho mọi người chịu khó tiêm chủng trong cái kỳ nghỉ lễ năm mới. Đây là một cái mà chúng ta tận dụng cái cơ hội và chúng ta cố gắng tiêm được càng nhiều người càng tốt. Như bác sĩ Chiu đã nói, hiện tại chúng ta còn dư nhiều vaccine mà. Chúng ta có nguồn cung, do đó chúng ta cần chủ động. Dĩ nhiên chúng ta chưa có nhiều dữ liệu một cách chắc chắn là liệu nó có thể ngăn chặn được với sự tăng vọt của số ca bệnh hay không. Những cái biến thể mà Trung Quốc đã báo cáo thì cũng không ghi nhận khác biệt với những biến thể tại đất nước chúng ta. Do đó, chính quyền, chính phủ vẫn cần phải tiếp tục. Bây giờ qua cái phần kế tiếp. Chờ chút xíu, tôi sẽ chia sẻ slide. Liên quan tới câu hỏi thứ hai. Your thoughts on why mRNA is the Rolls Royce? Về cái chuyện là tại sao người ta cho rằng vaccine ARN thông tin là hiệu quả ở Malaysia. Mặc dù các dữ liệu cho rằng tất cả các nền tảng là hiệu quả, tuy nhiên các chính quyền đã ký hợp đồng dài hạn với một số công ty cung vaccine. Và vì vậy cho tới nay vẫn chưa có sự thay đổi. Trừ phi bạn có một cái góc nhìn khác. Khi vaccine được triển khai, nhìn chung, ban đầu người ta e ngại những cái biến cố liên quan tới vaccine. Và vì vậy, những cái vaccine nào ra đời đầu tiên thì sẽ bị người ta soi nhiều hơn. Có thể may mắn hoặc là không may mắn. Những cái vaccine mà dựa trên trùng gen vector adenovirus sớm ở đất nước của chúng tôi. Bởi vậy, khi có các biến cố và tác dụng phụ xảy ra, báo chí tuyên truyền và nhiều người nhiều khi họ nghĩ rằng cái vaccine nó có tai tiếng và xấu hơn so sánh với các vaccine khác. Một cái điểm nữa đó là có những người cho rằng nhiều khi người ta cứ chú ý tới cái hiệu giá kháng thể. Tuy nhiên, trong các bằng chứng ở đời thường, hiệu giá kháng thể không phải là 100% câu chuyện, mà còn các yếu tố khác nữa. Đó là một số các lý do tại sao người ta cứ nghĩ rằng vaccine mà dựa trên ARN thông tin là số 1. Những cái dữ liệu cũng chưa hoàn toàn một cách rõ ràng và sáng tỏ. Bây giờ chúng ta qua cái phần kế tiếp. Trong đó, chúng ta sẽ bàn về các tình của các biến thể gây quan ngại. Quay trở lại cái câu hỏi hồi nãy mà anh vừa mới đề cập. Bây giờ nói rằng vaccine ARN thông tin là tốt nhất. Vì đa số các quốc gia tại khu vực châu Á là sử dụng vaccine theo kiểu hỗn hợp, tiêm trộn. Qua các dữ liệu mà chúng tôi đã trình bày, liều thứ tư và liều thứ năm xét về các biến cố và tác dụng phụ. Và hiện tại, nếu như mình xem trong những tuần vừa qua, đã có một bài báo cáo được đăng trên tờ khoa học. Họ đề cập tới việc sử dụng 4 liều chỉ có vaccine ARN thông tin. Nếu như có vaccine ARN thông tin liều thứ tư, thậm chí là con còn có thể bị nhiễm nhiều hơn so với những người khác, mà theo kiểu tiêm trộn.
Do đó tôi thắc mắc là cần phải xem xét kỹ các dữ liệu. Nhiều khi cái việc tiêm trộn theo kiểu hổ lốn lại tốt hơn so sánh với cái việc mà tiêm đồng nhất, chỉ sử dụng cùng một cái loại vaccine. Chúng ta sẽ có cơ hội để có thể so sánh giữa cái việc tiêm trộn liều thứ tư, liều thứ năm và việc tiêm nhắc theo kiểu liều đồng nhất chỉ sử dụng vaccine ARN thông tin hay không. Có rất là nhiều những cái tranh cãi về cái yếu tố này. Tôi cho rằng có một tư lý do nữa tại sao người ta cho rằng vaccine ARN thông tin là tốt. Bởi vì các vaccine không ARN thông tin, họ không có chịu quảng bá, không có chịu lên tiếng. Cần phải lên tiếng thì người ta mới biết là mình tốt. Đây cũng là một điểm quan trọng. Và chúng tôi đang cố gắng làm như vậy. Trong vai trò của công ty, chúng tôi đã có được khoảng hơn 3 tỷ liều và đó là những thông điệp rất là quan trọng. Do hạn chế mà thời gian, chúng ta sẽ cần phải tiếp tục. Đây là một cái tổng quan nhanh về tình hình của các biến thể khác nhau. Nó tiến triển rất là nhanh. Và nhiều người e ngại cái những cái biến thể nào sắp sửa xuất hiện kế tiếp. Những dữ liệu mà tôi trình bày cho các bạn tại đây là về các biến thể gây quan ngại trên cái trang web biến chủng kế tiếp, Next Strain. Có những cái biến chủng thì nó giảm xuống và có những cái biến chủng tiếp tục gia tăng. Nhìn chung, cái phần màu xám mà càng rộng thì các biến thể càng nhiều hơn, còn hai cái màu xanh lá cây là các biến thể cũ. Màu xám càng nhiều, tức là càng nhiều biến thể. Đó là các má màu của cái biểu đồ này. Nhìn chung thì cái màu xám mà càng to thì càng dở. Ở Hoa Kỳ, những cái biến thể như XBB 1.5 BQ, hiện tại người ta tập trung sự chú ý đối với biến thể XBB 1.5. Ở Hoa Kỳ hiện tại nó chỉ mới là một thành phần nhỏ. Ở châu Á nó cũng có rải rác. Nó được cho là có khả năng lây nhiều hơn so với biến thể trước đây, nhưng cũng không làm tăng nặng thêm cái độ nặng của triệu chứng lâm sàng. Tình hình ở châu Á thì hơi khác. Chúng ta cũng có các biến thể tương tự, nhưng mà tổng hợp lại thì khoảng 50% là các biến thể theo dạng cũ. Đó cũng là một tín hiệu tốt. Cái phần màu xám ít hơn. Có lẽ ở châu Á thì chưa có nhiều các biến thể quan trọng như ở châu Mỹ. Tình hình ở các quốc gia khác nhau thì khác biệt. Người ta quan tâm với những cái diễn tiến hiện tại tại Trung Quốc, đặc biệt là thời điểm cuối năm, khi nới lỏng những hạn chế và đi lại và du lịch. Những dữ liệu này nó còn tương đối ít và cái độ khoảng tin cậy là chưa nhiều. Nhưng chúng ta có thể thấy đa số các biến thể ở Trung Quốc thì cũng không khác biệt lắm so sánh các biến thể các quốc gia khác. Đó cũng là tin tốt. Họ cũng có biến thể XBB 1.5 nằm ở cái phần bên dưới cách đây khoảng vài ngày, là nó chiếm khoảng 4-6% các ca ở Trung Quốc. Chúng ta vẫn chưa biết nó có thể diễn tiến là sao mà trở thành cái biến thể chủ đạo. Chúng ta vẫn cần phải tiếp tục chờ đợi và theo dõi, đặc biệt là cái ảnh hưởng của cái kỳ nghỉ năm mới âm lịch. Ở Đài Loan, chúng ta cũng thấy các hình ảnh tương tự. Đặc biệt là đây là hai quốc gia gần gũi. Điều này có ý nghĩa như thế nào về hiệu quả của vaccine? Chúng ta có biết hiệu quả của vaccine là sao hay không? Khi xét về biến thể,
cái tác động của các hiệu giải kháng thể trung hòa thì thực sự ra nó không phải hoàn toàn tương đương với hiệu quả của vaccine và cho thấy có sự suy giảm của kháng thể trung hòa. Hiệu quả đặc biệt đối với các biến thể mới như XBB và BQ qua cái biểu đồ phía tay phải là hiệu quả của cái liều tiêm nhắc. Ở phía bên tay trái là trước khi cái có tiêm nhắc và phía tay phải là sau khi có liều tiêm nhắc. Và rõ ràng hiệu quả nó gia tăng khoảng cỡ 2,4 lần. Tuy nhiên, có một số lượng cái thì có giảm. Trong cái phần kế tiếp, tôi sẽ trình bày cho các bạn. Đó là các loại vaccine. Bên tay trái là vaccine ARN thông tin nguyên gốc và bên tay phải là hình ảnh của các loại vaccine mà nhị giải, tức là sau khi đã sử dụng 3 liều ban đầu của vaccine ARN thông tin và nhận thêm cái liều thứ tư tiêm nhắc của vaccine nhị giải ở bên tay phải. Chúng ta thấy có sự gia tăng của các biến chủng mới và hiệu giá kháng thể cũng giảm tùy thuộc theo các biến thể mới. So sánh hai giai đoạn trước khi tiêm nhắc và sau khi tiêm nhắc. Do đó, chúng ta vẫn phải tiếp tục chờ đợi theo dõi các kết quả sắp tới. Cái phần kế tiếp là sự khác biệt giữa đáp ứng của miễn dịch. Hai cái biểu đồ phía tay trái là cái hồi nãy mà các bạn vừa mới thấy hiệu giải của kháng thể trung hòa có sự gia tăng về đáp ứng của kháng thể đơn giải và nhị giải. Tuy nhiên, đối với các tế bào T, hiệu quả của vaccine là ngăn cản cái bệnh lý nặng và đặc hiệu cho cái protein gai thì không khác biệt nhiều giữa vaccine đơn giải và vaccine nhị giải. Giữa đơn giải phiên tay trái và nhị giải phiên tay phải thì vaccine nhị giải không có gia tăng cái đáp ứng của tế bào T. Hiện tại, ở Hoa Kỳ, người ta đang cân nhắc cái vai trò và giá trị của vaccine nhị giải có thể chỉ là sự gia tăng nhỏ vì đáp ứng của tế bào T không thay đổi nhiều. Tổ chức Y tế Thế giới đã cung cấp những cái hướng dẫn về mặt tiêm chủng trong khoảng thời gian gần đây với các biến thể. Hiện tại, các dữ liệu không có đủ để ủng hộ cho cái việc khuyến nghị ưu tiên trong việc lựa chọn vaccine nhị giải, có chưa biến thể so sánh với loại vaccine gốc. Do đó, bất kể các loại vaccine, tốt nhất mà các bạn có là vaccine hiện có trong tay. Bây giờ, chúng ta sẽ xem xét các câu hỏi. Câu hỏi kế tiếp như sau. Là liệu quý vị có khuyến nghị cho bệnh nhân là chờ có cái vaccine tiêm nhắc được cải tiến, thí dụ như vaccine nhị giải. Okay, again we've got a bit of a mix. It seems to be more. Chúng ta thấy các kết quả có vẻ là hỗn hợp. Okay, so let's bring our panel back on. Bây giờ xin mời lại các nhóm cử tọa. So what's your take on this? Đại đa số đều nhấn mạnh là có cái gì tiêm cái đó chứ đừng chờ cho có cái vaccine tốt hơn. Bây giờ xin hỏi ý kiến của quý vị. Dr. Solante, you quoted this before earlier. Bác sĩ Solante, hồi nãy ông đã nói về cái loại vaccine nhị giải, xin vui lòng cho biết ý kiến. Nhưng dữ liệu mà đã được trình bày so sánh vaccine đơn giá và vaccine nhị giá
trong việc thúc đẩy cái tỷ lệ của kháng thể trung hòa thì không ghi nhận sự khác biệt giữa hai loại. Và chỉ có gia tăng khoảng 1 cho tới 2 lần của vaccine nhị giá. Thì không biết điều này sẽ ảnh hưởng ra sao đối với hiệu quả của vaccine trong khả năng trung hòa. Và ngoài ra, đáp ứng đối với tế bào T thì kết quả là không khác biệt với vaccine loại cũ. Do đó, đối với các biến thể mới mà gây quan ngại, thì liệu chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng vaccine đơn giá hay là chúng ta chuyển sang vaccine nhị giá? Hiện tại thì chúng ta chưa có được đầy đủ các vaccine nhị giá trong tay. Và vì vậy, chúng ta vẫn cần tiếp tục thực hiện cái mũi tiêm nhắc với các vaccine chúng ta hiện có trong tay. Do đó, hiện tại chúng tôi vẫn khuyến nghị sử dụng các vaccine đơn giá. Chúng ta muốn có thêm nhiều dân số, nhiều bệnh nhân được bảo vệ. Không có khẩn cấp cần phải đi tiêm chủng vaccine nhị giá. Nhưng cái điểm quan trọng nhất đó là chúng ta muốn có cái tỷ lệ bảo vệ cao hơn, đặc biệt là các nhóm dân số dễ bị tổn hại. Và với cái nguy cơ của việc xuất hiện các biến chủng mới sau Omicron, thì có cái xu hướng đó là nhìn chung trong dân số chung thì triệu chứng nhẹ. Nhưng chúng ta vẫn chưa biết cái hậu quả xấu của nó như thế nào đối với dân số dễ bị tổn hại và cao tuổi. Và đó chính là cái lợi của việc tiếp tục sử dụng vaccine cho dù là đơn giá hoặc là nhị giá, bất kể cái nào có đất nước các bạn thì xài cái đó. Tôi nghĩ phụ thuộc vào cái sự sẵn có của vaccine. Ở Thái Lan, chúng tôi cũng gặp tình hình tương tự như Philippines. Hiện tại, chúng tôi cố gắng thuyết phục những cái người ba liều tiếp tục đi tiêm chủng liều thứ tư và trong dân số chung, dân số cao tuổi. Ngoài trừ những người mà đã bị nhiễm, thì họ nghĩ rằng là đã bị nhiễm rồi thì cũng tương tự như một lần tiêm chủng. Trong thời điểm này, số lượng các ca không có gia tăng nhanh và độ nặng của các ca, tỷ lệ nhập viện cũng còn tương đối thấp, tỷ lệ tử vong thấp. Do đó, hiện tại chúng tôi vẫn tiếp tục khuyến nghị đồng biên tiêm liều thứ ba, tiêm liều thứ tư, và cho dù là vaccine ARN thông tin hoặc là vaccine dựa trên virus, vẫn có hiệu quả trong việc ngăn chặn cái độ nặng, cũng như là tử vong. Mình đã nói về cái miễn dịch lai, tức là đã tiêm chủng rồi sau đó bị nhiễm, hoặc là các loại vaccine tiêm chủng khác nhau. Tôi đồng ý với những gì đã được trao đổi, nhưng dữ liệu ủng hộ cho việc tiếp tục sử dụng các vaccine đơn giá mà hiện có, những cái gì mà đa số trên thế giới, chúng ta cũng cần cẩn thận đối với các biến thể mới. Và vaccine nhị giá thì hiện tại có biết bao nhiêu cái biến thể xuất hiện, và vaccine nhị giá vẫn chưa có thể giải quyết được tất cả các biến thể như vậy. Và vì vậy, nếu như chúng ta cứ tiếp tục đuổi theo các biến thể này, trong khi đó thì vaccine đơn giá vẫn có hiệu quả, đặc biệt là đáp ứng của tế bào T vẫn chứng minh cái sự chuyển đổi của huyết thanh. Và chúng ta biết tế bào T đóng vai trò then chốt trong việc ngăn chặn lại bệnh lý nặng cũng như là tỷ lệ nhập viện. Do đó, theo quan điểm của công ty chúng tôi, có lẽ là cái chạy đuổi theo các biến thể
đưa hết cái này số tiền tới cái kia có vẻ là không thực tế. Malaysia, Bộ Y tế đã nói rằng vaccine mà nhị giá thì phải qua tháng tới mới có. Đã có một số người cao tuổi, họ nói rằng họ sẵn lòng chờ cái vaccine nhị giá để họ chích. Khi chính phủ tuyên bố là có vaccine mới và người ta đã đồng ý. Có lẽ là các công bên phía chính quyền cũng muốn tiết kiệm tiền bạc và người ta nghĩ là cần có cái gì đó tốt hơn. Có những người nói rằng họ sẽ chờ cái vaccine mới. Đó cũng là cái quan ngại đối với chúng tôi. Bởi vì họ là cao tuổi, họ và có nhiều người lên mạng xã hội và nói về những chuyện này. Cần phải hiểu rằng cái loại vaccine cũ vẫn có hiệu quả. Vaccine nhị giá. Việc chạy đuổi theo các biến thể xuất hiện càng ngày càng nhiều là cái chuyện không có thực tế. Và vai trò cũng như việc vaccine được triển khai, nó đòi hỏi rất là nhiều cái công tác về hậu cần cho tới khi cái vaccine lưỡng giải nó đến với chúng ta. Thì có lẽ nó đã chuyển qua một cái biến thể khác rồi. Nó lại thay đổi rồi. Do đó, nếu có hay không có cái nào thì xài cái đó. Bên phía Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh CDC vừa mới công bố một số các thông tin về cái nguy cơ có thể ảnh hưởng về đột quỵ đối với vaccine nhị giá. Những dữ liệu này vẫn chỉ mới là sơ khởi và bên phía CDC họ đang phải kiểm tra lại cái đặc điểm về an toàn mặc dù cái chuyện này mới nêu ra gần đây. Tuy nhiên, các báo chí ở nước tôi đã công bố và nói rằng là chính quyền Malaysia tính mua cái loại vaccine này nè, nó gây ra đột quỵ, có nên mua hay không? Tôi nghĩ rằng là chỉ cần tập trung cho các đối tượng cao tuổi, đối tượng dễ bị tổn hại. Bên phía báo chí, họ nói rằng liệu có an toàn hay không sử dụng cái vaccine gì nhé. Ở bên phía CDC, nói rằng rất có khả năng là có mối liên quan nhân quả giữa cái đột quỵ và cái loại vaccine mới nhị giá. Do đó, chúng ta cần phải cẩn thận để chúng ta đừng có rêu rao quá mức cái hiệu quả của vaccine nhị giá. Và vì vậy, nó có thể ảnh hưởng, coi chừng là gây ông đập lưng ông. Ngay khi người ta có vẻ nghi ngờ có thể có một số vấn đề, nó có thể làm ảnh hưởng tới cái lòng tin, sự tin tưởng đối với loại vaccine. Và vì vậy, chúng ta cần tiếp tục kiên trì tuyên truyền với cái chiến dịch vận động. Do hạn chế mà thời gian, chúng ta cần phải qua cái phiên kế tiếp. Nếu như có cái phần nào mà muốn phát biểu thêm thì xin dành cho tới cái phần cuối. Chờ chút xíu tôi sẽ chia sẻ những cái slide. Chúng ta đều biết về cái sự do dự, ngần ngừ tiêm chủng vaccine. Sự do dự, chần chừ liên quan tới những quan ngại về tính an toàn của cái vaccine và cách triển khai của cái vaccine đó. Và kén cái chọn canh, cái việc mà tự mãn, ngạo mạn là cái vấn đề khác, là vấn đề mà chúng ta đang có mặt hiện tại liên quan tới cái thành công của việc tiêm chủng. Vì vaccine nó có hiệu quả tốt và nó giảm thiểu cái độ nặng và bệnh lý nặng, tử vong. Và nhiều người nghĩ rằng họ đã có hai mũi đầu tiên rồi, họ nghĩ họ không cần thêm các mũi tiếp theo. Đó là cái mà chúng ta đang phải đối mặt. Chúng ta có những cái rào cản gây trở ngại đến việc tiêm chủng, về hiệu quả, về việc thiếu lòng tin.
tỷ lệ tuân thủ thấp, khả năng truy cập. Sau đây, chúng ta sẽ qua câu hỏi kế tiếp. Xin hỏi cử tòa trước là quý vị đánh giá các mức độ do dự, ngần ngừ hoặc là ngạo mạn không muốn đi tiêm vaccine ở nước các bạn là mức độ nào, rất cao, cao, trung bình, thấp và rất thấp? Xin mời quý vị vui lòng lựa chọn câu trả lời và chúng tôi sẽ mời ban cử tòa cho ý kiến. Okay, so reasonably high, a bit of a mix, but higher end. Chúng ta đang xem các kết quả. Okay, that's fine. All right, let's come back to the panel and let's kind of. Bây giờ chúng ta quay trở lại ban cử tòa. I want to start with a positive. I think a couple of countries, I guess. Để nói một số điểm tích cực. Có một số quốc gia đã làm tốt, thí dụ như là Đài Loan là một trong các quốc gia đó. Bác sĩ Chiêu có thể trình bày về cái bài học thành công ở Đài Loan hay không? Cái quan trọng nhất đó là công tác truyền thông và tuyên truyền trong cái giai đoạn đại dịch. Chúng tôi đã có những cái cuộc họp và hội nghị mỗi buổi chiều nói chuyện với các nhân viên y tế, Bộ Y tế. Người ta có thể xem chúng tôi ở trên TV mỗi chiều hỏi về tình hình hiện tại và các câu hỏi liên quan tới các vấn đề và chúng tôi trả lời các câu hỏi trong những cái phiên đó. Người ta có thể biết được những cái thông tin và các dữ liệu về tính an toàn của vaccine. Đó là công tác truyền thông là quan trọng. Và ngoài ra, chúng tôi cũng có chương trình là bồi thường hoặc là khiếu nại. Nếu như mà có quan ngại thì có thể yêu cầu đòi bồi thường và bù đắp tiền. Đó cũng là cái điểm quan trọng để giúp cho người ta có cái lòng tin đối với chương trình tiêm chủng vaccine. Như vậy là chúng ta tuyên truyền để chúng ta phản tuyên truyền lại những cái thông tin sai lạc không ạ? Những quý vị khác có phải đối mặt với những cái khó khăn ở đất nước các bạn hay không? Xin mời bác sĩ Lina. Cái độ phủ của liều tiêm nhắc ở Indonesia là thấp, dưới 30%, chỉ khoảng cỡ 29%. Nó khác so với những cái mũi tiêm cơ bản lên tới 80%, 90%. Tôi cho rằng cái lý do của cái việc tiêm nhắc có độ phủ thấp không phải là do sự chần chừ do dự, mà nhiều khi người ta phát chán, người ta ngán COVID quá. Và người ta nghĩ tiêm một liều, hai liều là đủ rồi. Và đặc biệt hiện tại, do cái quá trình tiêm chủng nhập viện thấp, không có nhiều triệu chứng, do đó người ta không có ngại nữa. Như vậy cũng là cái sự ngạo mạn và xem thường không ạ? Nếu như người ta cảm thấy phát ngán, chán về COVID rồi, thì mình cần phải làm gì? Làm sao để mình có thể nêu lên thành một cái ưu tiên? Chúng ta cũng cần phải có chương trình giáo dục và truyền thông mạnh mẽ như trước đây. Chúng ta biết rằng bằng cách ước tính ở người Thái Lan chỉ khoảng cỡ 18-20%. Và tỷ lệ nhiễm là 80%. Và vì vậy, cái liều thứ tư nó không quá cao. Vì đại đa số đã bị nhiễm COVID rồi. Họ cho rằng việc bị nhiễm là tương đương với một liều. Do đó, tỷ lệ, nếu như xem một lần nhiễm tương đương với một lần tiêm nhắc, là 4 liều là rất cao ở Thái Lan. Tuy nhiên, do Trung Quốc mở cửa, người
người Trung Quốc tới du lịch và tỷ lệ nhiễm sẽ tăng. Và bởi vì hiện tại, chúng ta cần phải sẵn sàng cho cái tình huống ở trong tương lai khi đất nước mở cửa và phải đón nhận nhiều du khách hơn khi có nhiều du khách Trung Quốc tới. Đã tại các trung tâm tiêm chủng vaccine hiện tại, có nhiều người ra để tiêm nhắc mũi thứ hai. Đó là những người làm trong những cái ngành mà có liên quan đến du lịch. Mặc dù chúng tôi chưa có vaccine nhì giá, chúng tôi muốn nhấn mạnh mọi người rằng là bất kể cho dù là vaccine RNA thông tin hoặc vaccine nhờ trên virus, có cái nào thì xài cái đó. Thực ra em đã đất nước tôi là không có vaccine, hiện tại không có vaccine dựa trên virus, mà chủ yếu chỉ có vaccine RNA thông tin. Ngay cả những người mà đã có dù muốn tiêm cái vaccine dựa trên vector virus cũng không có. Tôi muốn nói rằng ở nước tôi, chúng tôi có các vùng khác nhau, và khi chúng tôi xem xét dữ liệu liên quan tới cái dân số mà có tiêm nhắc ở những cái vùng mà được tổ chức tốt, ví dụ như vùng đô thị Manila hoặc là tại các thủ phủ, thì tỷ lệ tiêm nhắc là cao hơn so sánh với những người vùng sâu vùng xa hoặc là tỉnh thành. Điều này cho thấy cái hiệu quả của công tác tổ chức. Nó quan trọng để giảm thiểu cái sự ngần ngừ do dự hoặc là xem thường việc tiêm chủng. Và cũng có thể là ở cái tỷ lệ ở những khu vực thôn quê đó, thì cái tỷ lệ nhiễm nó không có cao. Điều này cũng khiến cho người ta xem thường cái việc tiêm chủng. Người ta nghĩ rằng không cần phải đi tiêm chủng. Đó là cái yếu tố chằng chéo mà liên quan đến nhau. Và mỗi quốc gia chỉ phải cần giải quyết những vấn đề mang tính chất đặc trưng hay là đặc hiệu tại khu vực hoặc là đất nước của mình, để có thể giải quyết cái sự ngần ngừ do dự và xem thường việc tiêm chủng. Xin nói nhanh một điểm tại Malaysia. Nói về việc ngần ngừ do dự và xem thường ngạo mạn, số lượng của những người mà ngần ngừ do dự hoặc xem thường thì không có thay đổi. Cái ta giảm rất là nhiều từ cái việc mà của tiệc tiêm chủng liều thứ ba và liều thứ tư là do dự. Ngay cả các người cao tuổi, số lượng của người cao tuổi đi nhận cái mũi thứ tư so sánh với mũi thứ nhất là thấp hơn một cách đáng kể, hoặc là họ không có tự nguyện đi tiêm cái mũi thứ tư, hoặc là họ cho rằng họ không cảm thấy cái nhu cầu cần phải đi tiêm cái mũi thứ tư đó. Và điều này có liên quan đến sự ngạo mạn hay xem thường. Đó là một vấn đề hiện tại mỗi người tại Malaysia, kể cả những người mà dễ bị tổn hại, không bị tổn hại, đều có thể tới tất cả các trung tâm, bất kể thời điểm nào để có thể được tiêm chủng. Bộ trưởng mới đã hy vọng rằng sẽ giúp mọi người có cái nhận thức. Tuy nhiên ở trên mạng xã hội, có nhiều người là họ nói ngược, họ nói rằng thôi được, hết được. Cái đó cũng tốt, nó không có đủ cái sự, nhiều sự hào hứng đồng nhiệt với việc tiêm chủng vaccine. Nhiều người nhìn trên nhiều góc độ khác nhau. Chúng tôi cũng đang dự kiến có nhiều du khách Trung Quốc tới khi Trung Quốc mở cửa. Và điều này cũng cần phải đẩy mạnh công tác tiêm chủng. Có ba cái nhà hàng lớn. Họ đã để những cái bảng lên là tất cả các nhân viên của chúng tôi đều đã được tiêm chủng và được tiêm nhắc. Bản thân họ chưa cái bảng đó lên. Và tôi hỏi cái người chủ nhà hàng là tại sao mà lại kéo cái bảng nó lên vậy? Tại vì tôi biết là sắp sửa có nhiều du khách. Tôi muốn cho các du khách cảm thấy an tâm và an toàn. Mặc dù chính quyền không có yêu cầu như vậy, điều này tốt cho việc làm ăn và cho các khách hàng, cho du khách.
Tôi nghĩ cái điểm đó là quan trọng. Họ có cái động cơ và họ nhấn mạnh các nhân viên của họ cần phải bảo đảm cái sự an toàn cho bản thân của các nhân viên. Thông thường cái người châu Á thường là dễ thận trọng. Người châu Á cũng đeo khẩu trang nhiều hơn so sánh với các vùng khác ở trên thế giới. Và vì vậy, chúng ta cần nhấn mạnh điều này. Bây giờ chúng ta sẽ còn vài phút cho các câu hỏi được gửi tới ban cử tòa. Và nói trước khi nói phần hỏi đáp thì sẽ nói về các vaccine định hướng trong tương lai. Trong tương lai thì chúng ta không có biết, nhưng mà những cái thảo luận về tình hình ở trong tương lai, chúng ta vẫn chưa có cái sự thống nhất khi kết thúc cái đại dịch. Tuy nhiên khi đại dịch mà giảm xuống và định hướng cho tương lai, thì có thể chúng ta cần có các mũi tiêm nhắc thường niên hoặc là hàng năm. Hoặc là cái kiểu mà tạo ra miễn dịch theo kiểu lai ghép, tức là vừa tiêm chủng vừa bị nhiễm. Bản thân tôi đã tiêm, thí dụ như 3 liều vaccine, rồi sau đó tôi bị nhiễm một lần, hai lần, liệu tôi có phải cần đi tiêm chủng liều thứ năm hay không? Và định dạng của các loại vaccine trong tương lai, làm thế nào có thể giải quyết được cho vấn đề về mặt hậu cần? Vaccine giúp cho chúng ta an toàn, không phải vào bệnh viện. Người ta nói tới các vaccine mà sử dụng qua đường mũi, được hấp thu qua niêm mạc. Và một cái giải pháp mà toàn vẹn, giải pháp số một, đó là chúng ta có một loại vaccine mà không cần phải chạy đuổi theo các biến thể mà chống được tất cả các vaccine virus corona. Xét về kinh nghiệm và bài học đối với vaccine cúm thì chắc có lẽ đây vẫn là một cái biến cảnh xa vời. Cũng như quỹ đạo của tình hình nhiễm COVID. Có những cái kịch bản khác nhau. Liệu chúng ta có dự kiến trong cái tình hình hiện tại là nó cứ tiếp tục như vậy hay là nó xấu đi rồi lại có thêm những cái làn sóng mới với đủ cái số lượng bệnh nặng và có thể gây ra những cái nghiêm trọng. Một cái bối cảnh thứ hai là nó chuyển sang một cái bối cảnh giống như là bệnh lý cúm mà có tình trạng nhiễm tăng lên, giảm xuống theo mùa, nhưng vẫn có thể quản lý được. Hoặc là nó chuyển thành một cái bệnh lý lưu hành, chứ không phải là theo kiểu dịch nữa. Đại khái như cảm cúm. Đó là những cái kịch bản, những cái tình huống khác nhau. Có thể ở mức độ thấp. Bây giờ chúng tôi xin hỏi cử tòa trước. Thì theo họ, cái tình hình kịch bản trong tương lai sẽ diễn tiến như thế nào? Trong ban kịch bản, bản dự báo về quỹ đạo phát triển của đại dịch COVID-19 xuất hiện những cái biến thể dễ lây và đề kháng và gia tăng nhiễm. Lựa chọn thứ hai, bệnh trở nên dịch theo mùa. Thứ ba là trở thành bệnh lưu hành. Bây giờ chúng ta xem thử các kết quả. Dựa trên các kinh nghiệm trước đây với virus corona, chắc phải mất một khoảng thời gian. Có vẻ đa số mọi người nghĩ rằng nó sẽ trở thành cái bệnh lý lưu hành hoặc là theo mùa. Bây giờ chúng tôi xin mời cử tòa quay trở lại. Và chúng ta sẽ dành thời gian để trả lời các câu hỏi từ cử tòa nếu có. Đầu tiên xin phép hỏi quý vị, có thể rất khó dự báo được tương lai vì quý vị nghĩ rằng đại dịch sẽ diễn tiến như thế nào? Theo cái dự kiến của tôi, vì vaccine corona nó khác so với virus cúm.
Nó không có các đặc tính như là cái vaccine, như là virus cúm, để tạo ra các dạng kết hợp. Và cứ khoảng vài năm, nó gây bệnh. Khác biệt so với virus cúm theo kiểu theo mùa, mà nó là 2, 3 năm hoặc thậm chí là 5 năm. Và nó có thể tương tự như các virus corona trước đây. Như vậy là 5 năm, phải không ạ? Đó không phải là cái kịch bản mà chúng ta mong muốn. Có anh, tôi xin chia sẻ một số suy nghĩ. Chúng ta không được phép quên rằng chúng ta vẫn còn đang trong một cái đại dịch. Tương lai thì không có dự báo được. Và COVID-19 và hoặc là SARS-CoV-2, tức là rất là khó dự báo. Dự báo của tôi là nó trở thành bệnh lý lưu hành. Nhưng mà chúng ta vẫn cần phải tiếp tục tiêm chủng. Tôi không biết cái khoảng cách thời gian là bao nhiêu, tùy thuộc theo hiệu quả của vaccine. Tôi không cho rằng COVID-19 sẽ biến mất một cách hoàn toàn. Chúng ta đều biết hiệu quả của vaccine giảm theo thời gian. Và do đó, ngay cả khi chúng ta chuyển sang giai đoạn lưu hành, thì chúng ta vẫn cần có cái liều tiêm nhắc một cách đều đặn và thường xuyên để duy trì độ bậc sự bảo vệ, đặc biệt là những người có bệnh lý kèm theo. Có một thí dụ thú vị. Trong vòng 2-3 năm qua, người ta đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và giảm thiểu cái độ sự phơi nhiễm với các bệnh lý truyền nhiễm khác. Nó giảm. Tuy nhiên, tới năm nay, chúng ta thấy có cái dịch cúm nó tăng nhiều lại. Do đó, nếu như chúng ta mất cái sự phơi nhiễm hoặc là tiêm chủng và miễn dịch tự nhiên giảm xuống. Và vì vậy, điểm quan trọng là chúng ta cần phải tiếp tục tiêm nhắc đối với COVID. Và nếu như chúng ta không cảnh giác thì cái đỉnh nó có thể tệ hại hơn. Câu hỏi then chốt là hiện tại cái khoảng cách thời gian giữa các liều tiêm nhắc là bao nhiêu? Và chúng ta cần rút tỉa kinh nghiệm từ quá khứ cũng như là từ tương lai. Cái này thì không ai có thể có được câu hỏi cái chắc chắn được cho việc duy trì bảo vệ dài hạn. Tôi thấy rằng cái tình hình là không dự báo được. Có thể không chỉ có virus COVID-19 mà có thể có các virus khác. Và vaccine không phải là phương tiện duy nhất, mà chúng ta cần phải kết hợp vaccine với những cái thực hành lối sống lành mạnh. Tôi nghĩ nó rất là phụ thuộc về cái độ nghiêm trọng của COVID-19. Nếu như bệnh nó nhẹ và có rất ít người phải nhập viện, thì mọi người sẽ chấp nhận nó mà chung sống với lũ về các vaccine trong tương lai. Cần phải có cái thời gian bảo vệ dài hơn, chứ không phải chỉ có 3 tháng, 4 tháng. Người ta sẽ cảm thấy rất ngán nếu như mỗi năm phải chích 2 mũi, mỗi năm một lần là đã nhiều rồi. Nếu như bệnh nó vẫn còn tiếp tục nhẹ, như chúng ta đối mặt hiện tại, thì có lẽ người ta sẽ không có e ngại nhiều. Và với các vaccine trong tương lai, cần yêu cầu bảo vệ kéo dài, mỗi năm một mũi thôi, giống như cúm, để có thể triển khai một cách nhanh chóng. Như vậy, điểm quan trọng về mặt hậu cần là chúng ta cần có vaccine sao cho nó thuận tiện
nếu như mỗi năm một lần thôi chứ đừng quá nhiều. Có một câu hỏi được gửi tới cho chúng ta như sau. Cái việc mà tiêm chủng vaccine COVID thì có thể được tích hợp vô chung với lại phòng ngừa cúm được không? Tôi nghĩ câu trả lời là có. Có lẽ chúng ta cần thêm dữ liệu. Nhưng đi tới trong tương lai, ví dụ như mỗi 6 tháng mà chích một mũi thì khó. Chúng ta cần tích hợp với các chương trình tiêm chủng hiện có. Cần làm sao cho nó thuận tiện và ở mức độ dễ chấp nhận hơn cho mọi người. Mỗi năm một lần là khả thi. Và cần phải bảo đảm sao triển khai trên cái diện rộng. Chúng tôi nghĩ là bên phía công ty cần có những vaccine như vậy. Hiện tại người ta đang suy nghĩ tới các vaccine đa giá. Ví dụ như phối hợp giữa COVID và cúm hoặc là COVID và virus hô hấp hợp bào RSV. Tôi rất là tin tưởng về những cử viên đó sẽ có thể xuất hiện sớm ở trên thị trường trong tương lai gần. Một câu hỏi nữa. Có những người đã bị, có rất nhiều người ở trong cái dân số đã bị nhiễm nhiều rồi. Thì tại sao không có tăng được cái miễn dịch cộng đồng? Tại sao chúng ta không thấy được cái hiệu quả của miễn dịch quần thể do tình hình nhiễm nhiều trong cộng đồng? Xin mời bác sĩ Xuân Tây. Tôi nghĩ rằng có thể liên quan tới cái virus COVID-19 này, nó rất là biến thiên. Và vì vậy, một trong những cái điểm quan trọng và quan sát ở đây đó là càng có nhiều biến thể bao nhiêu, thì nó lại càng làm giảm cái hiệu quả của vaccine và nó làm thay đổi cái cân bằng trong việc tạo ra cái miễn dịch quần thể. Miễn dịch quần thể chỉ có thể đạt được nếu như cái virus nó không có đột biến. Một virus mà nó cứ như mục tiêu di động, nó cứ biến thể, nó cứ thay đổi hoài, thì rất khó có thể tạo được một cái miễn dịch quần thể một cách bền vững. Nếu như chúng ta xem xét các khía cạnh khác, ví dụ như bảo vệ chống lại bệnh nặng hoặc là nhập viện, thì cái miễn dịch quần thể chống lại bệnh lý nặng hoặc nhập viện là đã đạt được. Và vì vậy, cần tăng cường công tác tiêm chủng. Chúng ta chưa ghi nhận được cái miễn dịch quần thể chống lại các bệnh lý nhiễm có triệu chứng. Giáo sư Tân, đó là một câu hỏi thú vị. Chúng ta cũng cần thấy rằng vaccine được thiết kế không phải là để ngăn chặn cái tình trạng nhiễm. Vaccine ban đầu được thiết kế là để phòng ngừa lại những cái bệnh lý nặng. Và chúng ta không được phép quên về cái mục tiêu của vaccine được tạo ra từ đầu để ngăn chặn cái tình trạng nhiễm, sử dụng những loại vaccine khác. Với tăng cường cái miễn dịch ở cái vùng niêm mạc, ở vùng mũi chẳng hạn, để sao cho khi virus nó mới xâm nhập vào cái đường mũi thì có thể được trung hòa và không có cái sự lây lan, rồi dẫn tới cái sự nhân lên của virus sau đó. Và đó là cái kịch bản mà chúng ta chưa ghi nhận đối với vaccine và kể cả cái việc nhiễm tự nhiên. Miễn dịch ở cái vùng niêm mạc thì nó không có kéo dài được như chúng ta mong muốn. Người ta đã sử dụng vaccine theo cái đường mũi trong một khoảng thời gian dài. Trung Quốc cũng đã bắt đầu sử dụng cái vaccine như vậy. Tuy nhiên, lưu ý rằng vaccine theo đường mũi thì vẫn chưa có được cái hiệu quả bảo vệ như chúng ta mong muốn và kéo dài một cách bền vững. Và vì vậy, vẫn cần phải tiếp tục chờ đợi.
Chúng ta đã kết thúc đúng thời gian. Một lần nữa, tôi xin mọi lời cảm ơn tất cả các báo cáo viên đã cùng tham dự với chúng tôi ngày hôm nay. Chúng ta đã có cái khoảng thời gian thảo luận rất là sôi nổi và đề cập tới rất là nhiều các thông tin khác nhau. Mọi người tham gia một cách trực tuyến ở trên khắp khu vực châu Á. Đây là cái bản câu hỏi thăm dò để lắng nghe ý kiến, đánh giá của quý vị. Quý vị có thể vào trong cái trang web Commun để là xem lại những cái webinar trước đây hoặc là xem lại cái webinar hiện tại. Chúng tôi xin mời quý vị đang tham gia trực tuyến vui lòng điền vào cái bản thăm dò đánh giá này để chúng tôi có thể rút được kinh nghiệm và làm tốt hơn ở trong tương lai. Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả các báo cáo viên đã cùng tham dự với chúng tôi. Và xin chúc sức khỏe tất cả mọi người. Đại biểu tham gia, xin chào.